đâu chứ? Út hả? Út là một cái người diễn tả bằng tình cảm và bằng lý trí. Út hay cười hay khóc hay giận. Trời nó múc cho lít chén chè nè, nước lỏng bỏng vậy lần, nước ngon lắm Năm. Không, Năm chừa cái nước là chút Năm bỏ cái chè chè kia vô ăn chung, ngon lắm. Cười quá, quá chết rồi, ăn cái này là tới ngày mai cũng chưa no nữa. Ôi, chưa đói. Rồi, chết được. Cười. Trời ơi, cái bà này bắt chụp. Nghe chưa luôn. Tụi nó lấy hình về, tụi lấy hình về nhà cho mày kìa. Sợ quá, tụi lấy hình rồi không? Ở từ sáng tới giờ luôn chị lo. Coi tư cái mắt tư sao vậy? Nãy em ăn rồi chị ơi. Tao giật dậy. Không mắt tư ra chưa? Không có gì tiêm trì. Cút ngực cút cục nó ra chưa? Chưa. Mày thấy San Diego vui kìa chưa? Mà mày nhất định đi khỏi San Diego. Nếu sẽ trở về. Thấy ghẹo nè. Đúng không? Rồi chừng nào nè. 3 năm lâu lắm lắm rồi. Mấy bà ta. Vậy mày còn tao lấy mặt lái xe gì số số